hay là okay. Về cái chương trình của tôi về vấn đề mà học tuyến thì vấn đề là mọi người thấy không ạ? Ok. Thì mình nói một số cái của mình về vấn đề học tuyến, vấn đề khi phải vấn đề liên quan với Việt Nam thì có được một cái may mắn là về Việt Nam từ năm 1997 và khi tôi về Việt Nam như vậy đến năm đầu tiên năm thứ bảy về mình giải dạy ở đây có một cái rất là cái nước ngoài mỗi khi mà về dạy không được nói là thêm là do cái hay nhất đó là tại vì khi của mình rất là hạnh phúc về những cái kiến thức ở bên ngoài những năm đó là những năm 97 cuối năm 90 thì mình chưa biết là không biết làm sao để làm sao mình mang những kiến thức đó càng nhiều về trong chuyên gia của mình thì những đó là những cái suy nghĩ của mình từ những ban đầu và mình mới mơ của mình là làm sao bạn sinh viên mình chúng ta tìm kiến thức trong những năm 20 thì bạn có thể là mình đi vào như thế nào tôi sẽ bỏ qua cả những cái này như thế tôi quay qua và mình phải lại qua những cái nó không phải đơn giản như lớp học mình có thể đi đến những cái đơn giản như là đối với thầy cô của mình thì có thể sử dụng qua cái MVP Open Courseware thì từ những ý tưởng rất là đơn giản và làm sao mình đưa những cái bài học của mình sang với mọi người càng tiếp cận với học càng nhiều càng tốt thì MVP Open Courseware là một cái điểm khá đặc biệt và sau đó thì tôi cũng sử dụng rất là nhiều những cái như là platform hoặc là những cái bài huấn luyện rất là thú vị chúng ta cũng bị bán thôi đến cho mọi người cũng rất cũng là một cái dạng để mà ăn mọi người nó cũng là một dạng ngon chứ không phải là chỉ có những cái mình đem là những cái lớp học chỉ những lớp học nhưng mà cũng sang những cái rồi sau đó những cái còn hơn nữa ví dụ như là ăn du thì đó là những cái bài học dạng sách trường đem đưa về để không thay trường mà mọi người có thể tiếp cận và theo theo dõi nó và học được nó thì những cái dạng này những cái dạng rất là học nó mở rộng hơn thì cái video thì phải cho những sự học những cái môi trường để có thể tự mình làm những cái giáo viên để cho những người mọi người tham gia cũng rất tốt nhưng mà nếu mà nói là trở về vấn đề đó thì vấn đề những cái hỏi là không biết ở Việt Nam mình các bạn không ở các thầy cô của mình phải sẵn sàng chia sẻ những lớp học những bài học của mình cho mọi người không hay là những cái bài học của mình như vậy thì vẫn còn nhiều khi mình sử dụng những cái material những cái kiến thức ở trong đó nó có những cái những vấn đề về internet của con device thì có biết là mình giải quyết như thế nào cũng em đi tham khảo viên và em như thế nào là chúng ta em đi cùng Australia thì những cái vấn đề đó là những cái vấn đề đơn giản thì sau đó mình thấy là cái người khác Academy cũng là một ngón ban đầu thì bây giờ triển khai Academy cho nên thành rất là quan trọng và cái những cái mới đây mà gây những cái ảnh hưởng quyết định trong giáo dục của mình Coursera thì vừa rồi ông Vướng nói về nó thì nó trường hợp Coursera mình nghĩ là mình nên suy nghĩ ở đến bài học nó tại vì Coursera có những điểm rất là đặc biệt Coursera thành công bắt đầu với 4 partner ban đầu là những trường đại học hàng đầu của thế giới như là Stanford Michigan, Princeton với là những hàng thì như vậy có thể là những cái cách mốt các thành công đó thì có phải là cầu và với những cái gì mà tự là nó có một cái ý kiến về những hoạt động hay không thì tôi trở lại cái giấc mơ đó của mình thì cái giấc mơ đó của mình thì là làm sao mình làm được công việc đó làm sao mình làm được vấn đề là đưa cái kiến thức tới cho mọi người và mọi người sử dụng sau khi mang kiến thức đóng góp vào nếu mà người Việt Nam của mình cũng làm như vậy mình đóng góp được kiến thức đó một ngày nào đó mình cũng có Coursera ngày nào đó chúng ta mình những cái lớp học của mình những cái lớp học của hội đồng có thể là hàng trăm ngàn hàng mấy trăm ngàn người có thể tham gia và không nhau này cái đó và mình có thể có thêm hàng trăm của họ châu được có thể mình của họ châu cái đó là những cái lớp mình làm ra thì theo mình chỉ mình của mình thì các bạn thì đó đòi hỏi thay đổi học tự nhiên của Hồ Chí Minh. Và những cái ban đầu của mình, những cái tình sinh viên tâm huyết vào học đại học thì thấy rõ ràng mà các bạn đó không có cái sự, không có cái autonomy của chủ, không chủ động, không có cái autonomy mà từ mình có thể học và từ mình có thể lấy bài lớp học. Thì từ đó mới đưa vào trong những lớp và trong những chương trình đó số lớp thì nhận họ những kiến thức khác. Thì cái kiến thức thì thấy rõ ràng sinh viên mình bây giờ không cần những cái kiến thức như là hồi xưa những năm 90 mà học nữa, mà sinh viên bây giờ họ khác nhau những cái phương pháp, họ phân khác nhau về những cái gì mới lạ hơn, khác nhau những cái bản thân con người của họ làm ra được những thế nào thì giờ thì từ suy nghĩ đó lại thì cái giáo dục đó nó lớn hơn cái gì mà mình dạy, mình học là mình học. Nó còn bao gồm có thể là mình học cái gì thế nào. Thì ở trong cái thế kỷ thứ 21 bây giờ mình cũng cần các sinh viên bây giờ họ không cần thiết phải học cái gì và họ phải cần học như thế nào để họ có thể đi tìm những cái gì đó, những cái gì đó, những cái kiến thức bây giờ phải những người khác. Mình có thể ở trong những cái blog, họ có thể trong những cái kia, họ có thể làm ở trong cái LT của các Coursera hay là những cái gì khác, iTunes, Studio hoặc là khác. Và bây giờ lúc đó, những người sinh viên mình cũng cần biết tại sao họ cần đi học những cái đó, và họ có sử dụng cái phòng quan tâm những gì đó, thì họ suy nghĩ về cái tại sao các bạn thích không thể, thì họ có thể làm cho được cái đam mê và cái thân mê, và từ đó nó mới tới cái chia sẻ và ngon tình thương hai người càng ngoài. Cách đây 1 năm thì trong cái buổi về ngày 20/11 thì ở trong này thì anh Bình và cái các học sinh cũng xem lắm tại cái chuyện các thầy cô nói là mình một người thầy giáo đại học bây giờ ngoài vấn đề mình là phải là một nhà khoa học các hoạt động, mình phải là người kiến nữa và hơn nữa mình phải là một nhà kiến thức. Thì khi nói là chuyện đó qua online mình có làm được hay không, đó là một vấn đề làm sao mình phải hiểu được cái đó mình sẽ từ cái cách học đến cách mình học. Thì cái này là một vấn đề rất là khó hay của sang của mình, vì tôi cũng tham gia các trường đại học các thành phố Hồ Chí Minh để mà giải quyết làm sao mình làm cái chương trình của mình để đáp ứng được cái nguồn trường đại học cái là cái trường về các trường kỹ sư của trên thế giới, cái trường các trường rất là khó, cũng là một cái trường nó đòi hỏi những cái công nghệ thông tin và khả năng tự học suốt cả cuộc đời của mình. Đó là mình cần cái gì mình học, một cái vấn đề rất là khó là sinh viên Việt Nam chúng ta có cần cái gì đi học thầy, không giống như ở nước ngoài bản thân cái gì mà đã tự học, cho nên khả năng tự học là một cái tiền đề của vấn đề trong vấn đề học online. Thì như vậy cái học online cái học là khả năng tự học làm sao mình đem lại những cái đó cho các bạn cách của mình. Thì ngoài cái vấn đề mà khả năng tự học đó, bạn phải có khả năng để làm nghề. Như vậy thì ai sẽ là người làm các cái có phải là những người sinh viên, án của người sinh viên và người sinh viên không? Thì câu trả lời của tôi thì tôi khá mở tên sinh là cái mình có thể lấy được bài học từ những cái lớp học của Coursera. Tôi nói chuyện với một sinh viên của tôi, ta với sinh viên từ khoa học tự nhiên thì bây giờ đã tốt nghiệp rồi. Thì năm vừa rồi bạn đã lấy 8 lớp của Coursera và 8 lớp đó các bạn làm được điểm A. Thì bạn có nghe như vậy này, lấy lớp của Coursera cái khó là cái làm sao mình phải kiên trì được, làm sao mình phải có được cái ý đồ để mình tiếp tục mình làm những cái lớp học như vậy. Tại vì khi mà mình làm từ đầu mình học thì cái từ đầu đó tôi dễ đưa đến cái là do mình bỏ thì hai những lớp học mình dạy ở đây các bạn ở Hồ Chí Minh rất là nhiều sinh viên có cái đại học mình đang ở đây đang ở khác. Nếu mình lớp học của mình sao là có mạng Coursera đúng giờ học mình đang còn đi công tác làm sao mình học, mà khi mình không học thì mình chỉ mất một lớp thì làm sao mình cho nên là cái thay đổi đầu tiên từ những sinh viên. Thì chúng ta muốn thay đổi như vậy là không phải từ các sinh viên họ có thể thay đổi được, tại vì cái đó có phải là sự chia sẻ hay không? Bởi vì rất dễ là nếu mình có cái đam mê để làm thì nó cũng có thể mình tiếp tục đi học thì tất cả những chuyện học đó. Nhưng mà ngoài ra nữa những cái lớp Coursera thì những sinh viên phải tham gia những bài khác, cái đó đòi hỏi mình không làm vấn đề kỹ thuật, đòi hỏi mình cái vấn đề mình tự giác và mình vấn đề trách nhiệm. Sinh viên mình đã có vấn đề tự giác chưa? Những sinh viên cùng chia sẻ với nhau, những sinh viên sẽ hỗ trợ với nhau, giúp cho nhau để cùng học trong những lớp trên mạng. Mình có thể là phần những cái đó bạn có thể tự học, tự chia sẻ với nhau, và cái đó là cái tinh thần trách nhiệm. Có thể là có cái đó mình có thể gọi là chia sẻ với nhau. Mình là những người tham gia về giảng dạy thì theo tôi nghĩ á, mình phải làm động cơ, làm thay đổi cho những người sinh viên của mình, và những người sinh viên của mình là những đứa trẻ của mình là chính là những người thay đổi của cái giáo dục ngày mai. Cái giá xu của anh giá xu và cái mà tận quyền và chỉ chú ý ở đây đó. Sau cái này chính là một cái điểm khởi xuất để mình có thể mình bắt đầu mình làm cái sự thay đổi đó, và mình mà giúp cho các sinh viên để họ thay đổi. Và như vậy thì mình thấy ra làm được vấn đề của mình thì online và cái trí nó phải được chia sẻ những người giáo của mình. Mình hãy chia sẻ những cái đam mê, mình hãy chia sẻ với những học trò, những câu chuyện, những sự thành công tài của mình, những chuyến lừa để những sự kiện của mình, và những cái lừa đó tốt lên tốt trong lúc lâu của các bạn đó, và các bạn đó như vậy cũng nuôi dưỡng sự tự giác, nuôi dưỡng sự đam mê, nuôi dưỡng trách nhiệm của mình cho mình và trách nhiệm của mình với xã hội, và các bạn đó tiếp tục và đóng góp những cái sự kiện của cái ba chi online education. Tôi nghĩ là mình nói rất là ngắn gọn như vậy, hy vọng là không có gì quá đi nhé, trả lời các thầy cô đang